Chào các bạn đã đến với kênh chia sẻ kiến thức cuộc sống. Hôm nay mình làm video này chia sẻ đến các bạn một khóa học xây dựng hệ thống kiếm tiền trên Internet. Giới thiệu khóa học, bạn sẽ hiếm có cơ hội được lắng nghe chuyên gia kinh doanh online người Mỹ, người đã tạo ra hàng triệu đô la bằng cách kinh doanh online những sản phẩm thực, sản phẩm số, các dịch vụ. Nhưng ngay trong khóa học xây dựng hệ thống kiếm tiền trên Internet không chỉ là những bí quyết về kinh doanh, diễn giải, Phạm Thành Long và chuyên gia người Mỹ sẽ tiết lộ những bí mật thú vị nhất của họ về những điều mà bạn cần quan tâm. Nếu bạn muốn trở thành người giỏi nhất, bạn cần học từ những người giỏi nhất. Bạn sẽ nắm lấy cơ hội này để học hỏi từ các chuyên gia đào tạo kinh doanh marketing hàng đầu trên thế giới. Đây thật sự là cơ hội hiếm có. Khóa học diễn giảng bởi Top Affiliate Leadbank là những doanh nghiệp đứng hàng đầu trên thế giới về sản phẩm số. Hãy cùng xem Phạm Thành Long và người Mỹ chuyên gia sẽ mang đến cho bạn những điều tuyệt vời nào giúp cho bạn thay đổi cuộc sống và làm bệ phóng thành công trong cuộc sống và kinh doanh. Sử dụng đòn bẩy trong kinh doanh, bạn sẽ học được những đòn bẩy về hợp tác để kiếm tiền hàng triệu đô bằng việc kinh doanh online, tạo ra và bán đi những sản phẩm thông tin. Những sản phẩm thông tin công nghệ số đầu tiên của bạn, một hệ thống đã được kiểm chứng đến 10.000 đô la chỉ trong 4 ngày. Lợi ích khóa học 10 cách hoàn toàn khác biệt để bạn có thể bắt đầu kiếm tiền nhanh chóng bằng Internet. Cách thức để tạo ra những sản phẩm thông tin công nghệ số hàng đầu của bạn. Bí quyết tạo ra thu nhập ổn định bằng công việc kinh doanh tự do trên Internet. 18 phương tiện truyền thông đỉnh cao để mang đến nguồn khách hàng liên tục. Bí quyết để tạo blog truyền thông xã hội thành công. Hệ thống tạo ra 1.000 khách hàng sẵn sàng đón nhận thông tin qua email đầu tiên của bạn. Hướng dẫn cách bạn tạo ra sản phẩm thông tin đầu tiên chỉ trong vài giờ đồng hồ. Cách thức để viết một trang bán hàng có tỷ lệ chuyển đổi mua hàng cao. Cách để bạn quảng bá thành công một sản phẩm thông tin. Đối tượng đào tạo, chủ doanh nghiệp, quản lý, cá nhân muốn phát triển công việc kinh doanh trên Internet, người muốn sử dụng Internet để làm đòn bẩy cho công việc kinh doanh. Bất kỳ ai quan tâm đến việc kiếm tiền, đặc biệt là kinh doanh kiếm tiền trên Internet. Thì sau đây mời các bạn theo dõi một đoạn video giới thiệu xây dựng hệ thống kiếm tiền trên Internet. Thì các anh chị học được cách học của tôi, các anh chị đi nhanh hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi một đoạn video giới thiệu về xây dựng hệ thống kiếm tiền trên Internet.
thì khóa học này trị giá 3 triệu đồng. Và mình để đường link ở phía dưới video này, thì các bạn chọn vào đường link đó, các bạn sẽ ưu đãi là 40%, chỉ còn lại 1.799.000. Thì video này, nếu như các bạn thật sự muốn tìm hiểu xây dựng hệ thống kiếm tiền trên Internet thì các bạn hãy đăng ký. Và hãy đăng ký kênh của mình để nhận được những bài chia sẻ mới nhất mà mình chia sẻ đến với các bạn. Và video này đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn thấy kênh mình hữu ích thì các bạn hãy đăng ký kênh của mình và hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ tiếp theo.